Ở huyện Mộ Đức có nhiều công trình, dự án được đầu tư đưa vào sử dụng đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là phát triển dịch vụ du lịch. Một trong số đó là dự án kè, khu neo đậu bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi. Sống ở gần cửa Lỡ, trước năm 2020, hàng trăm hộ dân ở thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi thường xuyên bị sạt lở đe dọa. Cứ đến mùa mưa lũ là bà con phải di dời. Năm ngoái đến giờ, các hộ gia đình không còn phải lo lắng vì đã có bờ kè được đầu tư kiên cố. Công trình kè chống sạt lở Đức Lợi có chiều dài hơn 781 mét, được đầu tư kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Công trình nằm trong dự án kè, khu neo đậu bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư Đức Lợi. Giờ có cái bờ kè, nhà nước họ lo rồi, bây giờ mình lo vào đâu nữa đâu. Giờ mình sống thỏa mới thôi. Được nam nọ mừng nam nấy rồi mình ngày càng ngày mình nhiều vậy đâu. Thiết kìa là không có bờ kè là xói mòn bốn tố nó dập vô. Ở đây đi một số dân rất nhiều rồi. Còn một số ở lại là kia có ghe tiền ở lại gần bay. Nên bây giờ dân rất là phấn khởi, ở được khỏi lo nữa. Dự án kè, khu neo đậu bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi được đầu tư kinh phí hơn 51 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các hạng mục như kè, đường giao thông, hệ thống thoát nước, nạo vét luồng tàu khu vực dọc kè và khu vực cửa lở phục vụ cho tàu thuyền vào neo đậu. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2018, đến nay đã cơ bản hoàn thành và mang lại nhiều khởi sắc cho người dân ở địa phương. Là khi hình thành cái kè xong đó, thì nó góp phần vào ổn định dân sinh, phòng chống sạt lở cả vùng thôn An Chuẩn rất là tốt. Từ đó tạo cái khí thế cho bà con, thứ nhất là yên tâm, tinh thần bà con này cũng rất là mừng và sảng khoái, nên là từ đó là đời sống người dân càng ngày càng thoải mái hơn. Đó là cái thứ nhất mà rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống kè và khu dịch vụ hậu cần nghề cá này nó trở thành phục vụ cho cái việc mà hậu cần nghề cá của xã Đức Lợi. Từ đó người dân có thể là yên tâm và thấy được cái hướng phát triển mới, mạnh dạn bỏ tiền rồi vay vốn để là cỡ quán đầu tư để là đi phục vụ sản xuất, thì cái đó là cái vấn đề mà hiện nay cũng thấy rõ rệt. Đây là một cái vùng mà coi như là phải nói là có tiềm năng về phát triển du lịch dịch vụ, bởi vì có ngay cửa sông, ngay cửa biển thì sẽ hình thành ở đây cái khu du lịch dịch vụ á, thì cái khu này sẽ là cái hậu cần cho cái khu du lịch dịch vụ đó. Sau này vị trí này có thể là hình thành cái cảng, không phải là cảng cá bình thường mà đây là cái cảng quy mô nhỏ thôi, nhưng tổng hợp vừa đánh bắt hải sản ven bờ mà vừa là những cái cảng để mà phục vụ cho du lịch. Định hướng phát triển của huyện Mộ Đức là sẽ hình thành khu đô thị ven biển tại xã Đức Lợi, trong đó khai thác tiềm năng lợi thế của xóm A để phát triển khu du lịch, dịch vụ. Dự án kè, khu neo đậu bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi sẽ là động lực quan trọng.